tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Vạn Vật. Thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục một số lỗi cơ bản đối với chiếc máy Volex GT863i này. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục lỗi là máy không hiểu giấy, cũng như hướng dẫn cho mình có một vài thao tác cũng như là điều chỉnh một số chức năng ở trên cái menu điều khiển của máy này để mình có thể là ứng dụng tùy theo những cái nhu cầu trong cái công việc in ấn của mình. Thì đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn mọi người thì lỗi thì đầu tiên máy GT863i này nó có một cái màn hình LCD rất đẹp ở đây ha, dòng máy để bàn nhưng có màn hình LCD. Thì ví dụ như lúc mà máy không hiểu giấy, thường thường đây là một số lỗi cơ bản thì nó sẽ chết máy đây. Mọi người có thể thấy là nó sẽ báo lỗi liền, nếu mà như mình in ra mà nó bị lỗi thì nó sẽ báo lỗi ngay ở trên màn hình này thì mình có thể biết. Đây mọi người có thể thấy là một thông báo đó là báo lỗi giấy ra. Đó thì mình cần kiểm tra những cái gì ở trong cái quá trình lỗi này. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở máy lên kiểm tra giúp mình thì cái con cảm biến nó đang nằm ở vị trí nào. Tại vì máy in thường thường nó sẽ có một con cảm biến để đọc giấy. Như các bạn thấy là máy ở giấy này nó tách làm hai tem, thì thành ra nó có một cái đường rần ở giữa này. Thì nếu như mà con cảm biến nó nằm ngay cái vị trí ở giữa này thì nó sẽ không đọc được cái hồ giấy. Đây các bạn có thể thấy này, đây vị trí của cảm biến này, nó nằm ngay vị trí của rần con tem mình, thành ra nó không đọc được. Thì cái việc đầu tiên của mình đó là mình di chuyển cái vị trí con tem đi ra đi vào bất kỳ đâu mà nó nằm phía ngoài, nó không nằm vào rồi, có thể nằm bên này hoặc bên này. Mình lưu ý ha, nếu mà mình sử dụng cái con tem nhỏ hơn thì nếu các bạn kéo cái cảm biến nó đi ra ngoài cái khổ giấy thì máy nó cũng không hiểu tương tự. Mình phải đưa vào giữa con tem, đây mình phải đưa vào cho nó đọc con tem lên cái điểm này ha, hoặc điểm bên này bất kỳ ha, nhưng phải nằm trong những cái khoảng có đề can nha mọi người. Rồi thì mình sẽ đóng lại. Sau đó sau khi mà mình đã di chuyển vị trí của cảm biến thì mình sẽ có hai cách, một là mình calit, hai cách đó là mình calit là giấy thì có hai, một là mình calit bằng cách là phía sau lôi máy sẽ có một cái công tắc, sẽ có một cái nút nhấn nhỏ ở đây, đây phía bên cần chút nút nguồn đây nha mọi người. Đây cái nút màu đà nhỏ ở đây nè, đó mọi người có nhìn thấy không. Rồi sau đó thì mình sẽ nhấn giữ nút này cỡ tầm 2 giây, thì các bạn xem lại trên màn hình nào. Đây mình sẽ nhấn nút này tầm 2 giây thì trên màn hình có chữ calibration. Thì đồng thời đó thì con tem nó sẽ tự động chạy ra một vài tờ để nó dò lại cái khổ giấy của máy. Đây mà mình có thể thấy nó đang thực hiện thao tác này là để dò lại cái khổ giấy của máy ha. Giấy đã chạy ra một vài tờ thì nó dừng lại, thì màn hình hiển thị ra đi. Thì mình sẽ nhấn thử nút fix xem thử máy nó hiểu giấy chưa. Đây các bạn có thể thấy là nó chạy ra ngay đúng cái vị trí gác xé này ha, đây ha, đó thì mình có thể là xé dễ dàng này. Đó thì mọi người có thể mình có thể xé dễ dàng này, thì điều là máy đã hiểu được cái khổ giấy thì mình có thể là tiến hành bình thường. Thì ngoài cái cách mà mình nhấn giữ cái nút ở phía sau thì mình có thêm một cách là mình điều khiển ở trên màn hình cảm ứng này ha. Thì điều khiển trên màn hình cảm ứng này thì nó có một số cái, mình sẽ vào cái phần test này. Đây là màn hình cảm ứng cho mọi người test này, đây có chữ calibration này, mình nhấn vào này, nhấn tick này, máy cũng nó cũng sẽ thực hiện một cái chức năng tương tự như lúc nãy, đó là nó chạy ra khoảng tầm 3 tờ giấy ha. Rồi mình sẽ nhấn này, nó ra sẽ ra đúng gấp xứ gấp xé này, đây nè. Thì đó là hai cách. Thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sơ thêm một số cái chức năng ở trên cái menu này. Thì này em vừa vào cái chỗ test này thì nó có 3 cái ha. Một đó là self test, đây là self test đã thực hiện luôn đó. Rồi nó sẽ in test ra những cái thông tin ở trên máy. Rồi mọi người có thể xem, nó sẽ in test ra một số cái thông tin ở trên chiếc máy. Đây model SN máy, rồi địa chỉ IP, rồi một số thông tin cấu hình ở trên này mọi người có thể thấy. Thứ hai là trong này có là, tại vì đây là máy có thêm option là giao cắt, mình có thể là gắn thêm ra, mình có thể là cắt thử. Và này em vừa thực hiện thao tác là calibrate ha. Đây một số trong cái chức năng test. Rồi tiếp theo là qua man, đây là một số cái chức năng
quan trọng thì mình có thể là thay đổi cái ngôn ngữ này, màn hình LCD thôi, mình có thể thay đổi cái ngôn ngữ ở trên màn hình LCD nhá. Đấy là đây là đắc nét này, đây là nếu mà mình in ra mình thấy cái dòng chữ này nó hơi mờ thì mình có thể tăng cái độ đậm lên bằng cách là tăng cái chỉ số ở đắc nét này lên hoặc là giảm xuống thì nó sẽ tăng lại cái độ đậm mờ, với lại thêm một cái là speed nữa. Thì đây là cái tốc độ in, thì đó tốc độ in của nó là có 2 in, 3 in, 4 in thì mình có thể là chỉnh tùy ý ha. Đây là kiểu sensor ha. Còn đây là kiểu giấy, nếu mình sử dụng giấy như em này là gọi là giấy gáp ha, nó có từng gáp gáp rõ ràng ha. Còn nếu mình sử dụng giấy liên tục hoặc là nhàn bài thì mình sử dụng là continue, hoặc là nếu mà mình sử dụng giấy có điểm đen dưới thì mình chỉnh sang label width mask. Đây, giúp em nha. Label width gap, label width mask đây. Xuống dưới này là print method, nghĩa là có đang chọn là chế độ thermal transfer thì đây là chế độ sử dụng mực. Còn nếu các bạn là sự không sử dụng mực mà sử dụng giấy để can in nhiệt, giấy cảm nhiệt đó thì mình sẽ chuyển sang là chế độ đó là direct thermal. Đây, nó có hai chế độ ha. Mình nên chọn chế độ đúng thì nó ra là TOF này là cái điểm dừng ở ở ngay cái vị trí bên ngoài. Nếu mình muốn tăng nó dài ra thêm một xí nữa thì mình chỉnh cái này ra ha. Đây thì đây là một số chế độ mà phía bên trong máy mình cần quan tâm để mình chỉnh cho nó đúng với cái cấu hình để tránh việc là in bị lỗi. Lần này em đã hướng dẫn cho mọi người cách xử lý đối với trường hợp máy RT863i này nó gặp trường hợp là máy không dầu giấy, thì mình có cái cách để mình có thể xử lý và cũng như là mình có thể thao tác và cấu hình một số thông số ở trên cái menu này để điều chỉnh cho nó phù hợp theo cái kích thước giấy mình đang sử dụng, theo những cái loại giấy, giấy kraft hoặc là giấy bể dùng đen hoặc là giấy continue nhàn vải, hoặc là mình tăng cái tốc độ in cũng như là tăng cái độ đậm mực cũng như là điều chỉnh một số thông số về cấu hình về cái cổng kết nối, cổng com, cổng len hoặc là một số cổng ở trên này thì mình có thể là vào menu mình điều chỉnh. Hy vọng cái video này có thể giúp ích mọi người sử dụng tốt và hiệu quả hơn trong cái quá trình làm việc. Nếu mọi người có những vấn đề đối với chiếc máy Godex RT863i này hoặc là những chiếc máy in bảo mật khác, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là website thế giới bảo mật.com để được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế giới bảo mật để ủng hộ những video tiếp theo.